Bạn cho mình hỏi cái cao su này treo ở bánh xe có tác dụng gì? Các bạn hình dung cái này giống cây roi của các vị đạo sĩ ấy, vì nó có tua tua, mục đích là xua đuổi tà ma, cô hồn à. Chắc các bạn chưa biết, trước khi nhắc tới dây cao su kia thì phải lùi về thời gian trước đây. Chiếc bánh xe đấy ngày xưa bị nổ lốp nên phải thay xăm mới. Do lốp xe không quen với xăm mới mà không chịu lăn bánh nên chủ xe đã có ý sáng tạo là cắt một ít xăm cũ dán lên ở phía trước lốp xe để đánh lừa lốp xe là xăm cũ vẫn còn đó nên nó mới chịu lăn bánh. Người ta hay gọi đấy là phương thức lươn lẹo. Thật là bãi trưởng các bạn ạ. Treo để đuổi muỗi không muỗi nó chích nổ lốp xe nhé. Khi chạy cán phân, rồi sẽ vu vào bánh xe, nhiều quá có thể gây lật xe do sai trọng tâm. Cây đó sẽ tác dụng như mấy cây đuổi ruồi của các bà hàng thịt ở chợ nhé. Để lúc nào mà cái bánh nó lười nó không chạy nữa thì đánh thức cho nó chạy. Dừng xe thì buộc nó vào gốc cây đỡ bị trộm. Bánh xe mà hư là đánh ngay. Theo kinh nghiệm của một lái xe tải lâu năm chia sẻ thì việc treo dây cao su ở xung quanh lốp có tác dụng. Một là để khi chạy đường dài các dây cao su sẽ bị gió đẩy ra sau ngược hướng lốp xe làm giảm sức nóng ma sát tránh dạn lốp xe. Việc treo buộc dây cao su vào lốp xe của các tài xế xe tải nhằm mục đích làm sạch lốp xe và để dễ dàng phát hiện ra vết nứt bất thường trên lốp mà kịp thời xử lý. Hay là khi đi trời mưa hoặc đường bẩn nó cản công cho nước mưa và bùn đất bắn vào người đi đường và bắn ngược lên thành xe. Ba là hạn chế hiệu ứng lực hút các vật vào gầm bánh xe khi chạy tốc độ cao. Bốn là không để bùn, nhất là bùn xét nhét vào la răng. Xin hỏi công dụng thật của xe này là gì ạ? Thì cũng có khói, ít hay nhiều thôi, thế cũng hỏi. Làm giảm tầm nhìn của phương tiện khác. Chuyển từ bụi nằm dưới đất lên khỏi mặt đất để được hòa quyện với không khí, để cây cối cũng như con người hít thở cho dễ dàng. Đó là hiện tượng trao đổi bụi khí. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Công dụng của nó là làm cho mặt đường không còn bụi nữa bằng cách tung bụi vào không khí. Còn việc sau đó bụi có rớt xuống hay không đó là công việc của hôm sau, thân. Tạo mù, giảm thiểu tầm nhìn cho các phương tiện cùng tham gia giao thông, đi chậm lại ít gây tai họa. Đi chơi 20 tháng 11 tận 3 ngày, hơi mệt nhưng mà vui. Ai cũng chọn ngồi gần cửa sổ thì ghế trong ai ngồi. Ai gato sẽ bảo đây là ảnh ghép. Tưởng ghép đoàn người đang đi nên định khen ghép đỉnh mà nhìn lại mới thấy. Không hề giả chân luôn. Tập trung cha ga vào chân ta sẽ đứng được trên nước. Hiểu kiểu gì? Như một nhẫn giả. Đi đâu cũng áo dài truyền thống, yêu nước quá à. Papaji. À đâu? Thái Lan nhé mọi người, trên này gió to lạnh quá. Mấy tấm trên bảo ghép thì tao không tin, nhưng riêng tấm này thì tao chắc chắn là ghép rồi. Con người ai lại to thế kia so với ngôi nhà được. Quá chuẩn luôn. Cảm ơn bạn đã nói ra điều ai cũng biết.
Giống như Bin, dù mặt đất hay mặt trăng thì cũng chỉ có một câu. Tao kiếm lòi con mắt ở dưới còn nói má sao nó quên ghép tấm này hả ta, mà ngước lên thấy như mấy con ma cây dừa bay qua bay lại hồi nhỏ nội hay kể. AD ơi, dỗ một anh chàng đi SH mẹ mua cho, và một anh chàng đi ơi tự mua, em nên chọn ai ạ? Phải tôi chọn anh mẹ ngay. Em chọn người yêu em thật lòng nhé, chứ em hạng L như thế liệu hai thằng kia có yêu nổi em không? Em nên chọn một anh chàng tự mua xe Way và xin tiền bố mẹ mua luôn chiếc SH là ok nhất. Em nên chọn anh chàng mà tự mua SH em ạ. Ví dụ như anh là điển hình bay lái để mua SH. À đâu. Tiền nó tự làm ra đã ít lại còn keo kiệt, em biết nên chọn ai rồi đấy. Anh khuyên em nên chọn bố thằng đi SH bởi vì là bố nó tự mua. Nhanh trí chọn luôn hai thằng cho chắc, thằng ngày chẵn thằng ngày lẻ, thích thì thêm thằng một thằng cuối tuần nữa cho bài toán kinh tế. Thà chọn anh đẹp trai mà giàu còn hơn chọn nghèo mà xấu. Lên so sánh cuối cùng thì nó cũng chọn thằng tự mua ô tô. Quá chuẩn luôn. Chọn thằng đi Way vì nó làm ra tiền còn để thằng SH đèo đi chơi. Một tháng bị mời tận 8 cái đám cưới, cô gái nổi máu cục xúc chửi cả bạn luôn. Hẹn cho ghi sổ nợ tháng sau có lương thì mừng. Trân trọng kính mời Duy cộng sự cô đơn. Học xong cấp 3 xóa bạn bè với mình, xong 6 năm sau nó cưới, gửi kết bạn lại với mình kèm theo ảnh chụp tiệc cưới, mình đéo đọc hi hi. Mình có đứa bạn nó là con trai nha, nghĩ lại đéo biết nó nghĩ cái gì. Bình thường thì hủy kết bạn xong lúc sắp cưới thì kết bạn lại rồi gọi nhau là bạn thân như thật. Cưới nó mời mình vẫn đi, xong đám cưới nó lại hủy kết bạn. Hiểu kiểu gì? Chúc mừng bạn Vampri TV đã có câu trả lời đúng, chưa chỉnh sửa và sớm nhất câu hỏi IQ. Còn đây là câu hỏi phần này, câu hỏi phần 197, điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm. Like và đăng ký kênh để đẹp trai và xinh gái hơn nhé.